Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spa Room. Hôm nay sẽ là một bài đăng của tác giả Henius, bài đăng có tên Bitcoin và Ether dưới góc nhìn nhà đầu tư. Bài này được dịch từ tài liệu Bitcoin cộng Ethereum, an Investor Perspective của CoinDesk. Và sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Tổng quan thị trường crypto. Có rất nhiều lý do khiến Bitcoin, BTC được coi như bộ mặt của toàn bộ thị trường điện tử. Với giá trị vốn hóa thị trường, giá cả và khối lượng giao dịch cao nhất, không kể các stablecoin, Bitcoin được nhìn nhận như một blue chip của thị trường crypto. Thuật ngữ blue chip trong thế giới crypto nhằm ám chỉ các đồng tiền điện tử có mức độ nhận biết cao, được bảo mật tốt và có giá trị cao hơn so với các đồng tiền khác. Báo cáo tháng 5 năm 2020 của Coinbase, sàn giao dịch crypto lớn nhất Hoa Kỳ cho biết, có tới 60% số nhà đầu tư tiếp cận thị trường điện tử thông qua Bitcoin. Tuy nhiên, chỉ có 24% trong số này tiếp tục nắm giữ Bitcoin cho đến thời điểm khảo sát. Ở thời điểm hiện tại, giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đang chiếm gần 2/3 tổng giá trị vốn hóa thị trường. Trong 2 năm qua, mọi dao động về giá Bitcoin đều có mối tương quan chặt chẽ với giá trị của các đồng tiền điện tử lớn khác nhau. Điều này phản ánh một đặc thù của thị trường crypto, các nhà đầu tư hiện tại không còn quá nhiều lựa chọn đầu tư bên cạnh Bitcoin. Tuy nhiên, thị trường điện tử cũng đang phát triển và đa dạng hóa, nhưng cũng dần bão hòa hơn. Độ thanh khoản và độ an toàn của các loại tiền điện tử khác cũng đang dần được cải thiện, và các nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về lựa chọn đa dạng hóa tài sản điện tử của bản thân. Bên cạnh đó, sự khác biệt trong tiềm năng ứng dụng của các loại tiền điện tử cũng đang giảm nhẹ sức chi phối của Bitcoin lên thị trường điện tử, kéo theo xu thế đa dạng hóa tài sản cá nhân. Tính theo giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch, không kể các stablecoin, blue chip thứ hai của thị trường crypto là Ether, token gốc của chuỗi khối Ethereum. Tiềm năng của Ether đang biến đồng tiền này trở thành ưu tiên hàng đầu trong việc đa dạng hóa tài sản điện tử, đặc biệt phải kể đến lợi nhuận trên rủi ro cao hơn, dù đầu tư ngắn hạn từ 3 đến 12 tháng hay là dài hạn từ 12 tháng trở lên. Những hướng phát triển khác nhau và tiềm năng sử dụng khác nhau của hai loại tiền điện tử này cũng đang gián tiếp đẩy nhanh sự phân hóa trên thị trường tiền điện tử. Thêm vào đó, sự khác biệt giữa cả hai càng làm nổi bật lên lợi ích của việc đánh giá từng sản phẩm riêng lẻ, gộp vào và coi chúng đơn thuần là một sản phẩm tài sản điện tử cá nhân. Nhiều tổ chức nhìn nhận Bitcoin như một tài sản có giá trị lưu trữ, một loại vàng kỹ thuật số, nhưng họ lại chỉ xem Ether như một tài sản không cố định hay một loại dầu điện tử. Tuy hai ví dụ kể trên chưa phản ánh được đúng bức tranh toàn cảnh thị trường crypto, nhưng chúng cũng phần nào phản ánh mức độ cần thiết của việc đa dạng hóa tài sản để tối ưu hóa lợi nhuận. Chia sẻ từ chuyên gia trong ngành, nhiều nhà đầu tư thậm chí ưu tiên ETH và đánh cược tài sản vào tiềm năng bứt phá của Ethereum và các loại token trên chuỗi khối này. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ đánh giá lại Bitcoin và Ether dưới góc nhìn của nhà đầu tư, từ đó đưa ra một số lưu ý trong quá trình đầu tư. Bởi vậy, nên báo cáo lần này sẽ không quá hàn lâm. Nếu nhà đầu tư nào muốn tìm hiểu chi tiết về cách hoạt động của công nghệ Bitcoin và Ethereum, hãy tìm đọc báo cáo trước đó về Bitcoin Halving và Ether 2.0. Báo cáo lần này cũng không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên đầu tư, mà thay vào đó, chúng tôi hy vọng sẽ truyền tải tới người đọc các giá trị cốt lõi, mức độ rủi ro, cũng như tiềm năng phát triển của một loại tài sản. Chúng tôi hy vọng độc giả sẽ cảm thấy hứng thú với những kiến thức thị trường thuần túy này. Tuyên bố giá trị, tại sao các nhà đầu tư lại có hứng thú với thị trường crypto? Các nhà đầu tư truyền thống sẽ rất hiếm khi gặp khó trong quá trình đầu tư bởi họ luôn nhận được lời khuyên nên đầu tư vào đâu. Điển hình như tiềm năng phát triển của cổ phiếu này gắn chặt với ngành hàng không. Trái phiếu này sẽ đem lại lợi nhuận cao. Hay quỹ ETF này sẽ mở ra một cơ hội tiếp xúc với các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, khi nhắc đến một khái niệm mới mẻ như là tiền điện tử, vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Lúc này, câu hỏi đặt ra, trong một thị trường lệch chuẩn như là crypto, các nhà đầu tư cần phải làm gì để xây dựng một kế hoạch đầu tư thỏa đáng? Tiền điện tử là một loại tài sản mới với thị trường, bởi loại tài sản đặc biệt này có nhiều hơn một ứng dụng và cũng chịu những tác động từ nhiều yếu tố khác nhau. Tuy có thể gây khó dễ cho các nhà đầu tư mới, nhưng hai đặc tính kể trên cũng góp phần nâng cao vị thế của các crypto đại diện như là Bitcoin và Ether. Với nhiều biến số như vậy trong một cuộc chơi, thành công của nhà đầu tư cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thêm nữa, mối liên kết chặt chẽ giữa các nhân tố này cũng buộc nhà đầu tư phải cẩn trọng hơn, mỗi biến số sẽ mạnh mẽ lên hoặc là yếu đi theo các biến số còn lại, bất kể sự tồn tại của những gã khổng lồ như là Bitcoin. Ngày nay, Bitcoin chủ yếu được nhìn nhận như một tài sản có giá trị tích trữ, và giá trị này sẽ càng được củng cố nhờ các công nghệ ứng dụng, giá trị nội tại của Bitcoin và các nền tảng thanh toán phân quyền hoặc là chuyển dữ liệu.
Ở chiều hướng ngược lại, dù chỉ được nhìn nhận như một canh bạc, nhưng tiềm năng bứt phá của Ether cũng phụ thuộc vào rất nhiều giá trị lưu trữ. Sau đây, chúng tôi sẽ xem xét các nhân tố động đến Bitcoin và Ether nhằm mục đích làm rõ một số khác biệt giữa hai loại tiền điện tử và làm nổi bật tác động qua lại giữa các tuyên bố giá trị Market Proposition. Đầu tiên, tại sao nhà đầu tư nên chọn Bitcoin? Một số thị trường nhiều biến động, tuyên bố giá trị của Bitcoin cần thay đổi theo từng thời kỳ. Ở thời điểm đầu, việc mua vào Bitcoin chỉ đơn thuần là một hành vi đầu cơ công nghệ mới và mục tiêu chính của Bitcoin là thu hút các nhà đầu tư sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch. Thời gian sau, Bitcoin dần thu hút được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn và trở thành một phần không thể thiếu trong danh sách đầu tư của họ. Vai trò của crypto này đang dần chuyển đổi thành một tài sản lưu trữ. Tuy nhiên, đầu tư vào công nghệ của Bitcoin cũng có thể coi như một khoản đầu tư đáng giá. Giá trị lưu trữ. Giá trị lưu trữ của một loại tiền điện tử được hiểu là khả năng giữ giá theo thời gian. Nhân tố quyết định giá trị lưu trữ của một crypto là một nguồn cung tăng chậm hơn cầu. Trong thời kỳ giá cả tăng nhanh, nhiều công ty phát hành sẽ lựa chọn phát hành thêm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy các công ty này có thể thu lại được một nguồn lợi lớn, nguồn cung cấp sẽ đáp ứng đủ nhu cầu và nghịch đảo sự tăng giá. Cũng vì lý do này mà các tài sản với nguồn cung cấp giới hạn thường có được giá trị lưu trữ cao hơn. Một số ví dụ về tài sản có thể kể đến như là bất động sản, dù càng ngày càng có nhiều bất động sản hơn, vàng, dù nguồn cung cấp của vàng đại biểu cho giá cả, và Bitcoin. Hiện Bitcoin là tài sản duy nhất được giao dịch cực kỳ giới hạn trên mọi thị trường. Giới hạn là 21 triệu đơn vị Bitcoin được mã hóa cứng và giao thức Bitcoin. Và giới hạn này là dường như bất di bất dịch nếu không nhận được sự đồng thuận đến từ tất cả những người dùng trong mạng lưới. Và bởi hành động này đe dọa trực tiếp tới tuyên bố giá trị và bản chất phân quyền của Bitcoin, một động thái lớn như vậy có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy cũng có những giới hạn cứng riêng, mạng lưới của các loại tiền điện tử khác lại không phân cấp như mạng lưới Bitcoin. Cũng vì vậy, giao thức của những mạng lưới này sẽ dễ bị thay đổi hơn. Một ví dụ điển hình là Ether, chạy trên một chuỗi khối phi tập trung và có nguồn cung cấp không giới hạn. Trái lại, nguồn cung của Bitcoin chỉ chịu tác động từ giao thức cơ bản chứ không chịu ảnh hưởng từ nhu cầu của thị trường. Bởi vậy mà quá trình phát hành những đồng Bitcoin mới luôn được kiểm soát và không có bất cứ một ràng buộc nào về giá cả thị trường. Đây là lý do chính khiến cho nhiều nhà đầu tư coi Bitcoin như một kho lưu trữ, một loại vàng kỹ thuật số. Giao thức hiện tại của Bitcoin sẽ sinh ra 6,25 BTC theo mỗi khối được xử lý mới. Số lượng Bitcoin sinh ra trên mỗi khối sẽ giảm 50% sau mỗi 4 năm và sẽ giảm xuống không khi đạt đến giới hạn nguồn cung, dự kiến vào khoảng năm 2140. Lần giảm nửa kế tiếp được dự kiến diễn ra vào năm 2024. Một số người cho rằng Bitcoin là một loại tài sản quá bất ổn và rất khó trở thành một kho lưu trữ giá trị. Điều này sẽ chỉ đúng với đầu tư ngắn hạn. Trên thực tế, có thể Bitcoin sẽ mất giá so với đồng đô la trong vài ngày tới. Nhưng nếu đầu tư chung và dài hạn, giá trị của Bitcoin chắc chắn sẽ cao hơn đồng đô la bởi chính quyền có quyền in thêm đô la không giới hạn. Đặc tính này khiến Bitcoin trở nên cực kỳ trọng yếu ở các quốc gia đã có lịch sử lạm phát tràn lan. Đối với người dân của những quốc gia này, Bitcoin sẽ mở ra cơ hội duy trì, thậm chí là tăng sức mua trong thời kỳ lạm phát. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Bitcoin có giá trị lưu trữ thấp vì không có giá trị sử dụng nội tại. Nhận định này dường như đang hạ thấp công nghệ hiện đại của Bitcoin và tiềm năng ứng dụng của Bitcoin trong thanh toán. Dù đúng là Bitcoin vẫn chưa phải là một phương thức thanh toán tối ưu do tốc độ giao dịch thường tương đối chậm và phí giao dịch cao hơn hẳn với các phương thức thanh toán khác. Nhưng đối với người dân ở các quốc gia có nền tảng thanh toán điện tử kém phát triển, Bitcoin hứa hẹn sẽ trở thành một cơ chế thanh toán lý tưởng bởi giao thức Bitcoin sẽ cho phép giao dịch trực tuyến, không cần tài khoản ngân hàng và phê duyệt tín dụng tập trung. Trong tương lai, với sự xuất hiện của các dịch vụ thanh toán mới và sự phát triển của các giao thức hai lớp, Second Layer Solution, Bitcoin thậm chí còn có thể trở thành phương tiện thanh toán chính tại các quốc gia phát triển. So với vàng, kho lưu trữ giá trị duy nhất của con người trong hơn 5.000 năm qua, Bitcoin vẫn còn khá là non trẻ và chưa trải qua nhiều biến động. Nhiều người coi độ mới của Bitcoin như một rủi ro khi đầu tư, nhưng nhiều nhà đầu tư khác lại coi đó là một khoản đầu tư hấp dẫn bởi Bitcoin vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt khi giá trị lưu trữ của chúng trở nên rõ ràng và nhờ đó mà bản thân Bitcoin cũng trở nên có giá trị hơn. Đó là chưa kể đến lợi thế của Bitcoin so với vàng trên khía cạnh giá trị lưu trữ. Đầu tiên, Bitcoin có tính di động cao hơn, đồng nghĩa với tiềm năng ứng dụng cao hơn. Đúng là vàng có thể do các bên thứ ba nắm giữ, nhưng chính điều này lại khiến cho tài sản của nhà đầu tư có nguy cơ bị đánh cắp cao hơn. Giống như khối tài sản bất động ấy, tài sản Bitcoin của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ bởi mã khóa cá nhân. Mặc dù một số nhân tố chủ quan như là quên hoặc đánh mất có thể buộc nhà đầu tư phải chia tay tài sản của mình mãi mãi.
những kẻ muốn đánh cắp khối tài sản này sẽ cần phải giải mã mã khóa cá nhân và chứng minh quyền sở hữu tài sản. Tuy các nhà đầu tư tổ chức ít phải để ý đến những vấn đề này, hầu hết trong số họ sẽ chọn sử dụng các dịch vụ lưu trữ của các bên thứ ba với khả năng bảo mật gần như là tuyệt đối. So với vàng và các kho lưu trữ khác, chẳng hạn như là bất động sản, một lợi thế nữa của Bitcoin nằm ở tính thanh khoản. Nói đơn giản thì nhà đầu tư Bitcoin có thể giao dịch số Bitcoin có giá trị hàng triệu đô la chỉ trong một vài giây. Nhà đầu tư cũng có toàn quyền giao dịch tài sản Bitcoin cho chủ sở hữu khác bất kỳ lúc nào mà không cần thông qua một bên thứ ba. Một số lưu ý cuối cùng là dù nguồn cung vàng có vẻ như là hạn chế, nhưng trên thực tế, chúng ta không biết hiện có bao nhiêu vàng lưu thông, còn lại bao nhiêu để khai thác. Trong trường hợp giá vàng tăng, động lực khai thác vàng cũng tăng và kéo theo, nguồn cung cũng tăng. Không giống như vàng, nguồn cung Bitcoin trong tương lai sẽ không chịu tác động từ giá. Dù cho giá Bitcoin có thể cao đến đâu đi chăng nữa. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ phần tiếp theo của bài viết này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Sparrow, còn mình là PinkDot. See ya!